bay đang thả trắng xóa trên này. Đấy, nó bay đi xa trên kia. Đấy, bên thẳng tắp này. Máy bay. Đấy. Từ đây đằng kia cái vệt, đằng kia vệt, vệt nó bé tí nữa thẳng tắp này. Đấy, các con nhìn thấy vệt kia, đấy, vệt thẳng đây. Đấy, vệt thẳng tắp này. Đấy. Xé ngang bầu trời. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, vệt thẳng tắp ở trên trời đấy. Đây là một máy bay đi vẽ này, tranh 3D à. Cái này gió thổi cong này, vừa lại bên kia nó thẳng tắp này, đấy nó đây đây trên này thẳng tắp này. Đấy, vệt kiểu ý, vệt dài chưa? Mặt trời trên này nha, chói quá, tôi nhìn ở đây vệt dài này. Đấy, một hàng cây số. Quá đẹp luôn. Đây là hiện tượng gì đây, anh biết? Nghe nó tươi dòng ra. Vệt trắng xóa luôn, thẳng tắp. Đấy, mây trắng. Đẹp. Về thẳng tắp theo dọc điện thoại. Đấy, kéo tít từ bên này sang nhá, tít từ trên đỉnh núi sang, vòng đây vòng đây vòng đây. Đấy, thẳng tay tôi chỉ đây, thẳng đấy, thẳng đấy. Đấy, kéo thẳng bên kia, thẳng tắp luôn, quá đẹp luôn.